thì đi làm được bao năm rồi? Không biết tiêu vào đâu. Ông bác cháu không gửi ngân hàng mua vàng. Cứ gọi lên tháng nào lên mua hồng. Gửi vàng à. Năm nay có vàng đẽo quá gì đấy. Đấy vàng cho vay thấp, vàng cho vay thời 36 chưa đòi biết là nhiều tiền thế nào gì. Đấy vàng cũng thời 36. Đấy 35 36 ông cho mượn cho nó đòi đâu. Cũng vàng ông tiền tỷ. Nếu mà ông chết ông sẽ gọi lúc bằng một cái răng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.